Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn ra cơ bản của Lockstar đi xe. Bài hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một khái niệm là generic trong Java. Thì cái này thì hơi trừu tượng thì mình sẽ giải thích trước bằng code như này. Thì chúng ta vẫn còn nhớ là về array list như này, đúng không? Các bạn vẫn còn nhớ. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là tức là cái thằng array list này nó thêm các phần tử của nó vào bằng các loại đối tượng khác nhau. Thế thì khi mà chúng ta duyệt bằng cái lệnh get đâu nhỉ? Ví dụ lệnh get này chẳng hạn. Thì chúng ta phải nhớ được cái loại đối tượng của phần tử đấy, vị trí phần tử đấy là loại gì. Ví dụ như thằng số 2 này là thằng về integer. Hoặc là nhớ thằng số 3 và thằng số 1 là những cái string hoặc là như nào đấy. Thì ví dụ chúng ta phải nhớ được cái vị trí phần tử của nó, và vì thế mà nó rất gây bất tiện cho lập trình viên hoặc là người sử dụng khi chúng ta sử dụng những cái loại array list bình thường như này. Thế thì nó sẽ sinh ra một khái niệm generic. Generic có nghĩa là cho phép chúng ta quản lý cái việc thêm và cái việc get dữ liệu của cái thằng array list này theo một loại duy nhất. Thì đây là về ý nghĩa array list. Thì để minh họa thì mình sẽ tạo hai class. Ví dụ class là A. Ví dụ như này, class A. Một class khác là class B. Class B như này thì mình khai báo phương thức là public void echo, ví dụ như này đơn giản này thôi, chả làm gì cả. Và một cái nữa là public void show, ví dụ như này. Thì tương tự như cái bài 48 thì mình sẽ tạo ra một cái phương thức main đây, arrayList. ArrayList. Xin lỗi các bạn, mấy hôm nay mình về nhà, nhà mình gần đường nên nó hơi ồn. Đây. Thì sau đấy chúng ta sẽ add thêm các phần tử của cái array list này. Ví dụ như al chấm add new a, ví dụ như này new a, al chấm add new b, ví dụ như này. Thì lúc này ví dụ chúng ta dùng vòng for al chấm len a chấm size, ví dụ như là chúng ta khai báo một cái thằng al chấm get y như này. Ví dụ như các bạn mà muốn gọi cái hàm mục sâu chẳng hạn như này thì chả được, bởi vì bây giờ là bản thân cái thằng get get y này ra nó trả về một cái thằng object. Các bạn sẽ thấy đây các loại cái kiểu giá trị trả về của cái hàm hàm get index là nó sẽ là một cái object, đúng không? Một cái object thì nó sẽ chả hiểu, nó sẽ không hiểu được cái show hoặc là goal là cái gì cả, hoặc là ví dụ như goal đấy cũng thế, nó sẽ sinh ra lỗi. Thì các bạn sẽ thấy nó rất bất tiện, vì thế là chúng ta sẽ phải phải sửa sửa cái này. Thì ở đây tất cả là mình sẽ sửa lại tất cả những cái này, chúng ta xóa. Thì ở đây chúng ta sẽ thêm cái cách khai báo generic. Ví dụ như đây chúng ta có một cái dấu lớn hơn là bé hơn như này, a. Ở đây chúng ta cũng tương tự thêm một cái a, thì như thế. Thì lúc này al chấm add luôn luôn là a, new a như này, new a. Và nếu mà chúng ta add một cái new b chẳng hạn như này thì nó sẽ sinh ra lỗi, thì nó sẽ sinh ra cái lỗi lỗi đây là bởi vì chúng ta đã generic, tức là chúng ta đã ép kiểu cho cái thằng al chỉ mỗi loại a thôi, thì không cho phép chúng ta ép một loại b không có liên quan gì đến với thằng a này cả. Ví dụ như new a tiếp, và tương tự như thế. Thì trong quá trình chúng ta duyệt cái array list này thì get size như này, thì chúng ta chỉ cần al chấm get y chấm show vô tư. Thì bởi vì các bạn sẽ thấy ở đây khi chúng ta đã generic nha, từ lúc đầu chúng ta chưa generic thì làm get là trả về object. Thì giờ khi chúng ta đã generic rồi thì cái kiểu cái
cái giá trị trả về của cái thằng này nó là A, nó là một cái đối tượng A ở đây, thì cho phép chúng ta sử dụng mà không cần quan tâm đến 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 các cái thằng khác. Thì trong trường hợp nếu mà các bạn không generic thì các bạn phải nhớ được cái vị trí phân tử đấy là thằng nào, và sau đấy chúng ta casting cái object đấy, tức là ép kiểu cho cái object đấy về cái loại 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 class tương ứng. Thì đấy là về hầm sâu, về về cái cách chúng ta dùng generic. Thì tương tự như thế, ví dụ như với hash map thì chúng ta cũng được phép sử dụng cái này new hash map như này. Thì các bạn vẫn còn nhớ là hash map thì nó quản lý theo key và value, thì nó cần hai cái hai 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 cái loại đối tượng. Ví dụ chúng ta cần là một cái string, ví dụ như này, một cái string và một cái b, ví dụ như này. Đây là cái cách chúng ta làm. Thì ở đây chúng ta cũng có tương ứng là một cái string và một cái b. Thế thì bây giờ chúng ta thêm phần tử nó như nào, ví dụ như map chấm put đây, thì nó sẽ thay, tức là bình thường nếu mà chúng ta không generic thì ở đây cái hàm put của nó sẽ là object key và object value, đúng không? Thì các bạn vẫn còn nhớ. Thì bây giờ chúng ta put, thì giờ chúng ta ví dụ như này, duck key rồi new b như này. Thì đấy là cái cách chúng ta đẩy đẩy phần tử vào. Xong đấy là map chấm put, ví dụ như là block và new b tiếp, ví dụ như thế. Thì ví dụ như trong trường hợp này mà chúng ta thay bằng new a chẳng hạn, new a thì nó sẽ gây ra lỗi lỗi đó, bởi vì chúng ta đã generic ở đây thì nó chỉ cho phép là b thôi. Hoặc là ví dụ như trong trường hợp này chúng ta thay bằng new integer file 2 chẳng hạn, thì nó cũng sinh ra lỗi. Thế là về về cái cách chúng ta sử dụng khi mà chúng ta generic. Thì cái việc generic này cho phép chúng ta sử dụng duy nhất loại đối tượng với các loại collection đấy, và chúng ta không cần phải quan tâm cái vị trí phần tử của nó là loại gì, và chúng ta thoải mái sử dụng. Thông thường thì khi sử dụng những thằng này, các bạn trong quá trình làm thực tế thì chúng ta thông thường sử dụng cái generic như thế này. Thì đấy là về về ý nghĩa generic. Ngoài ra thì nó còn liên quan đến một cái khái niệm gọi là khái niệm thừa kế Java. Thì cái phần liên quan đến 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 cái thừa kế đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái bài tiếp theo. Vì giới hạn của thời gian nên bài này mình sẽ dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.